Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Xe Đạp VIP. Hôm nay thì em đóng hàng chiếc Gian Farad ADV. Thì đây là một mẫu carbon, đấy, khung carbon, càng carbon và bộ đề Shimano Tiara. Chắc đây nó là một cái điểm trừ đến khi dòng carbon mà tầm hơn 30 triệu đồng. Con này đang chỉnh giá chính xác là 32 triệu 650 nghìn đồng. Mà thiết kế khung carbon mà đề Tiara thì hơi thấp. Nhưng mà điểm lợi của nó là dòng carbon này nó làm đề đồ cao cấp, từ tay đề, tay phanh. Đây, bắt đầu từ những cái chi tiết nhỏ nhất như tay phanh dầu này, hay tay đề Shimano Tiara này, hay tay nắm gian này. Những cái đồ chi tiết này nó làm đồ chính xác rất là cao, nó đắt hơn là đúng lượng. Hay bô tăng, ghi đông đều là gian Contech. Đây, gian Contech. Đấy, và điểm tinh tế ở trên phần khung carbon nó là chỗ điểm nối từ dây vào cái khung này. Nó làm thêm những cái nắp nhựa để giảm lực chấn khi đập dây vào khung, nó đỡ tạo ra tiếng kêu. Rất là tinh tế này, rất là tinh tế mà nhiều dòng carbon không làm được. Đấy, Mayer sử dụng Mayer nhôm mở khóa nhanh, phanh đĩa dầu, chat, đấy, phanh đĩa dầu. Đấy, còn phần khung đây, đây là dòng Farad, phần khung carbon, đấy. Cực kỳ đẹp, có yên carbon rồi này. Đấy, yên là yên da mềm, dàn Contech. Bộ đằng sau sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiara này, 4700, níp 10 tầng, xích KMC mở khóa nhanh. Ra để trước Shimano Tiara, lùi ghế nhôm Shimano. Nói chung là đắt hơn ở những dòng khác, là số những cái đồ này đều Shimano hết này. Đấy, may ở sau nhôm này, phanh đĩa dầu, cam là cam tròn, vành. Con này vành sử dụng vành vẫn là vành nhôm thôi nhá, nhưng mà nó làm cái sớ vân này nhìn giả giả carbon này, rất tấu hài. Đấy, vành nhôm, nhôm hai lớp, chưa được vành carbon. Xăm lốp, xăm lốp gian AC2 này. Đấy, xăm lốp đây này, xăm lốp 700 nhân 28C. Đấy, đây là chi tiết của mẫu gian Farad, Farad ADV. Con này size S các bác nhá, màu đen đỏ. Đấy, cực kỳ đẹp. Mẫu này đang giá 32 triệu 650 nghìn đồng, mà đang giảm giá 5%. Bạn nào mua mẫu xe này alo trực tiếp online với em 0936307317 hoặc truy cập website xedapvip.vn. Đây là một mẫu xe touring cực kỳ hot trên thị trường. Bạn nào quan tâm mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp đến online để đặt hàng chiếc xe này, vì đây số lượng có hạn. Cảm ơn các bạn dành ra là xe là theo dõi YouTube của xedapvip. Xin chào các bạn.